Xin chào các bạn, mình đã đến phần tiếp theo của khóa học này, đó là phần nguyên lý Graph Editor để làm chuyển động chân thật. Ở trong phần này thì mình sẽ nói cái Graph Editor này, tức là cái này cụ thể là mình sẽ thường thường mình sẽ dùng nó để điều chỉnh cái tốc độ về cái thumbing và spacing của cái đối tượng của mình. Thì ở đây mình sẽ làm trên After Effects để bạn có thể hiểu được. Ở đây thì bạn sẽ không đặt nặng lắm về cái công cụ này, bởi vì ở đây mình chưa nói về công cụ gì cả. Bạn chỉ xem cách mình điều chỉnh để bạn thực sự hiểu về cái Graph Editor này. Ở đây mình có thể tạo ra một cái hình vuông này. Bạn lưu ý là bạn không cần làm theo nhé, bạn chỉ cần nhìn lên để bạn hiểu được cái Graph Editor này có nghĩa là gì và nó dùng như nào thôi. Còn ở những phần sau mình sẽ lần lượt chia sẻ bạn cụ thể lại cái công cụ After Effects của mình. Đây, đây là một cái hình của mình ở đây. Mình vẽ ra hình ở đây. Tiếp tục, bây giờ mình có thể key cái thuộc tính về position. Mình cho nó di chuyển từ bên trái sang bên phải bằng cách là mình kéo trục X qua đây. Đấy, thì mình thấy là bây giờ mình đã có một chuyển động từ trái sang phải như này. Đấy. Thì bạn thấy là nó di chuyển rất là đều đều như này, bạn thấy không? Nó tịnh tiến đều 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 đều. Đây, thì cái này là cái trạng thái bình thường của cái đối tượng của mình. Ở đây khi mà làm animation, làm diễn hoạt một cái đối tượng, thông thường mình sẽ phải làm một cái thuộc tính, đó là thuộc tính về cái đồ thị chuyển động. Thì ở đây này, bạn sẽ chọn hai cái keyframe này, bạn chuột phải vào và bạn chọn là keyframe assistant và EGE. Hoặc là bạn có thể chọn hai keyframe đó và ấn phím F9 ở đây thì nó vẫn ra cái này. Thì bình thường cái hạt keyframe của mình ấy thì nó sẽ có cái hình thoi như này, nhưng bây giờ khi mình chọn EGE phát thì nó sẽ biến thành cái hình như kiểu là cái đồng hồ cát này. Bây giờ bạn khua chuột chọn cả hai cái đồng hồ cát này, sau đấy bạn ấn vào cái biểu tượng bên cạnh cái timeline của mình ở đây, timeline mình ở đây, thì lập tức nó có một cái đồ thị nằm trong này đấy. Nếu như bạn nào chưa hiển thị đồ thị đúng như này thì bạn thấy cái hình bên cạnh con mắt, đây là con mắt của mình này. Bên cạnh con mắt này này nó có một cái ô này, bạn tích vào này và bạn chọn cho mình là Edit Speed Graph. Đấy, có nghĩa là chỉ cái đồ thị chuyển động của nó. Ở đây, khi bạn biến thành hình như này thì cái đồ thị của nó đã là cong như này rồi. Thì bây giờ khi bạn xem lại chuyển động, bạn thể xem lại chuyển động nhé. Bạn kéo timeline về điểm đầu tiên này, mình sẽ chuyển động này. Đấy, thì bây giờ chuyển động của mình ấy, nó đã nhanh ở giữa này, có nghĩa là đồ thị như này nhá, nó sẽ chậm dần này, nhanh lên ở giữa này và nó chậm dần về phần kết thúc này. Bạn có thể xem bây giờ nó khác so với cái đầu tiên mình tạo ra rồi. Đấy, có nghĩa là khi bạn tạo ra hình thoi thì nó sẽ chuyển động lần lượt bằng nhau như kiểu là máy móc. Nhưng khi bạn làm chọn EGE, bạn chọn đồ thị chuyển động thành biến thành cái đồng hồ cát thì nó sẽ đi theo cái đồ thị mà nó sẽ nhanh dần như này. Bây giờ bạn muốn nó tăng tốc ở giữa và muốn chậm hai đầu nữa thì bạn tích một phát vào cái ô vuông này và mình kéo nó về lại đây, kéo nó về lại đây. Đấy, kéo điểm vàng này nhá, về lại đây. Đấy, ảnh lên ở giữa như này. Thì bây giờ có nghĩa là nó chậm, rất chậm, chậm chậm, rất nhanh ở giữa và chậm dần ở cuối. Đấy, mình có thể kéo lại cái này, kéo đây. Đấy, bạn có thể thấy sự khác biệt đúng không ạ? Nó nhanh nhất ở giữa này và nó chậm dần ở cuối và nó nhanh dần ở đều đây. Đây, bạn để xem lại. Đấy, thì đó là cách để mình chỉnh cái đồ thị này. Tiếp theo, bây giờ bạn muốn thằng này nó di chuyển rất nhanh và nó giảm dần thì bạn cầm cái điểm mút này, đẩy nó về góc này, mép trên này. Đây thì nó sẽ cao và nó giảm dần lên. Bạn xem lại chuyển động của chúng ta. Đấy, chậm dần, được chưa? Đó, xem lại chuyển động. Đấy, chậm dần. Bây giờ bạn muốn là gì ạ? Nó sẽ như này, kéo về như này. Đấy, thì bây giờ chuyển động của nó sẽ là đều. Ta có thể xem. Đây, nó đều như ban đầu. Đó, đây chính là cái đồ thị để mình kiểm soát. Mình nhắc lại nhé, bạn sẽ chuột, bạn chọn hai hình này. Ban đầu nó sẽ là hình thoi. Chuột phải vào, chọn keyframe assistant và chọn là EGE. Sau đó ấn vào cái hình biểu tượng bên cạnh này, bạn chỉnh lại cái đồ thị của nó ở đây, chỉnh cả đồ thị theo cái ý thích của mình ở đây. Đây. Đấy. Ok. Trong video này mình đã hướng dẫn bạn cách để mình có thể là chỉnh cái Graph Editor của nó để có thể chỉnh cái tốc độ của nó tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương tiếp theo. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về thế giới của After Effects trong chương tiếp theo của chúng ta. Cảm ơn các bạn.